Hot Gatling với tông màu cam của đầu chim ưng và đôi cánh nhỏ phía sau. Nó giúp anh bay lượn. Khi bay lượn, đôi cánh này sẽ to ra, tạo độ phải vô cùng cân đối, là form thiên về tấn công trên không cũng như nã một loạt đạn từ sức mạnh của Gatling vào người kẻ thù. Gatling được điểm tô bằng tông màu xám lạnh lẽo của những khẩu súng. Đặc trưng nhất của nó là phần tai cũng như phần mặt nòng pháo từ khẩu Gatling và phần băng đạn trải dài trên khắp cơ thể của anh. Đáng tiếc là hình dạng Gatling không có bất kỳ khả năng nào đặc biệt. Kích hoạt khẩu súng Hot Gatlinger giúp anh tấn công và bắn ra những luồng đạn. Với hình dạng Hot Gatling là những con chim ưng nhỏ tấn công và phá hủy đường đạn của kẻ thù, tấn công bọn chúng từ khoảng cách cực kỳ xa. Mỗi vòng quay của Hot Gatlinger, anh ấy sẽ tấn công với số lượng đạn nhiều hơn đáng kể. Vortex Finish của form này, Hot Gatling lao lên bầu trời, tạo nên một vòng cầu bao quanh lấy tất cả kẻ thù. Với dự tính của mình, Bill sải cánh và rải 100 viên đạn từ khẩu súng bắn toàn tất cả những kẻ thù trong phạm vi của anh.